của khu vực tổ chức, công tác của nhà điều hành, công tác của nhà A1, công tác của nhà A1. Xin các bác bảo vệ tắt bóng cao áp và để nguồn điện của nhà điều hành, nguồn điện của nhà A1, nguồn điện của nhà A1 và nguồn điện của nhà A3. Còn xin các bác bảo vệ tắt hết các nguồn điện của các nhà khác. Bộ phận cầm đuốc chúng ta đứng ngoài gốc cây, không vào trong. Các em cầm đuốc đứng ở ngoài, kịch bản còn rất dài, các em cầm đuốc còn rất lâu mới đến lượt các em cầm đuốc. Alo. Ông ban tổ chức xin có bảo vệ để ra nguồn điện của nhà điều hành, ra nguồn điện của nhà A3. Còn các nguồn điện khác xin có bảo vệ tắt giúp. Bộ phận nhân viên cao được không ạ? Bộ phận kỹ thuật nghe rõ, sau khi màn biểu diễn của các vị thần xong thì chúng ta bật chân đuốc và đưa đuốc cho thầy quánh một ngọn đuốc, đưa đuốc cho cô Duông một ngọn đuốc. Chúng ta sẽ nhớ rõ nhá. Còn sau đây chương trình xin mời thầy bắt đầu. Bộ phận kỹ thuật, bộ phận là nhân viên. Khi màn đêm buông xuống. Ta là thần bóng đêm. Nơi nào có ta, nơi đó sẽ mãi mãi sống trong màn đêm u tối. Nơi đó chỉ có lạnh lẽo, chết chóc. Bầu trời sẽ đen tối và loài người sẽ mãi mãi sống trong bọn mình ngu si. Thế gian này là của ta, bóng đêm này là của ta. Không ai có thể xua đuổi được ta. Ta chính là chúa tể của muôn loài. Thank you.
chúng ta càng không hề run tay trước quỷ dữ. Ngọn lửa truyền thống là niềm vinh quang và tự hào của chúng ta. Chúng ta có đủ sức mạnh, lòng dũng cảm để chiến thắng sự hung bạo, có đủ ý chí thông minh để xua tan nỗi run sợ và sự hèn nhát. Hỡi muôn dân, hãy nhìn kia, ngọn lửa truyền thống đã bùng cháy, xua tan màn đêm. Ngọn lửa của chúng ta